Ngọc Hương và cô Dị Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nãy giờ mãi mê trò chuyện với quý vị khán giả mà Ngọc Hương quên là cô Dị Thảo đang tất bật. À, cô đang gọt củ sen. Đúng rồi, cô đang chuẩn bị làm một món ăn với lại củ sen đây nè. Ngọc Hương giúp cho cô nha. Dạ, cô Thảo nè, củ sen thì có những cái công dụng gì hả cô Dị Thảo? Bởi vì em thấy á, em rất là thích hoa sen. Mà hoa sen nha, rồi cả cái hột sen nè, rồi rất là nhiều những cái cành lá thân gì của sen mình cũng được sử dụng hết á. Đúng rồi, nhất là củ sen thì là củ sen là một cái món ăn rất là giàu dinh dưỡng nè, có tác dụng giải nhiệt mà lại giảm bầm tím. Ngoài ra nó còn tăng cường chính tính năng của tim và dạ dày nữa đó. Ngoài những công dụng mà cô Dị Thảo vừa kể á, Ngọc Hương còn biết á, củ sen thì rất là tốt cho việc chữa mất ngủ nè. Và bên cạnh đó thì có một người bạn đã nói với Ngọc Hương là: Ngọc Hương ơi, một tuần á thì nên ăn 1-2 lần củ sen để cho đẹp da đó mà. Chính xác luôn, tại vì củ sen thì có tính lợi tiểu, cho nên nó có tác dụng là đẩy những cái chất độc hại trong cơ thể ra khỏi cơ thể bằng đường máu, cho nên là khi đó thì da chúng ta sẽ đẹp hơn nhờ tính năng đó đó. Dạ, vậy là hôm nay mình làm món gì với lại củ sen hả cô? Cô sẽ làm một món ăn từ củ sen mà khi mà Ngọc Hương nếm thử chắc chắn là sẽ phải ghiền luôn á nha. Ghiền luôn hả? Đó là món canh đuôi heo củ sen. Để thực hiện món canh đuôi heo củ sen thì chúng ta cần một cái đuôi heo khoảng 300 g, 2 củ sen khoảng 300 g, 1 củ cà rốt, hành lá, ngò rí, củ hành tím, 1 trái chanh, 1 ít rễ ngò, các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Aji ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu canh nha Ngọc Hương nha. Dạ. Đầu tiên là để tận dụng thời gian thì chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp trước và chúng ta cho vào khoảng 1 lít nước để chờ cho nước sôi. Trong thời gian chúng ta chờ cho nước sôi thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục chuẩn bị sang đến phần đuôi heo. Phần đuôi heo này mua về chúng ta sẽ bắt đầu chặt ra thành khúc cho vừa ăn, khoảng chừng 4-5 cm là vừa. Rồi, chúng ta đã chặt xong phần đuôi heo chặt rất là dễ vì phần xương đuôi heo thì rất là mềm. Khi mà nước gần sôi rồi thì chúng ta sẽ nêm vào trong phần nước này 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Chúng ta sẽ cho nước vào ít thôi, tức là khoảng 1 lít nước thôi, và gia vị vào hơi đậm một chút xíu. Khi mà nước gần sôi như thế này, chúng ta cho đuôi heo vào chúng ta nấu trước, thì như vậy là đuôi heo sẽ rất là thấm gia vị. Như vậy khi nước gần sôi nè, chúng ta nêm gia vị vào đậm đà một chút, cho đuôi heo vào, và để cho cái hương vị của canh thơm hơn và trong thì là Ngọc Hương sẽ cho thêm vào khoảng 2 củ hành tím nướng và 1 ít rễ ngò. Bây giờ chúng ta chờ cho canh sôi trở lại và nóng khoảng 10 phút để cho đuôi heo vừa mềm thì chúng ta sẽ tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại. Ngọc Hương sẽ canh, khi canh sôi trở lại thì là sẽ vớt bọt cho cô nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến nguyên liệu củ sen. Trước khi chúng ta cắt củ sen thì là các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô nước, khoảng 1 lít nước, và chúng ta cho vào một miếng canh nhỏ. Phần củ sen này cô đã gọt sạch phần vỏ phía bên ngoài rồi và bây giờ cô sẽ cắt khoanh. Nếu mà chúng ta ngâm vào trong nước có pha chanh như thế này thì phần nhựa củ sen sẽ không làm cho cái củ sen bị đen. Củ sen chúng ta sẽ rửa sạch và ngâm vào nước có pha một ít chanh. Như vậy thì củ sen sẽ trắng và không bị thâm đen. Sau khi chúng ta đã ngâm hết phần củ sen này rồi thì bây giờ cô sẽ tỉa hoa phần cà rốt. Phần này thì hình như là Ngọc Hương cũng rất là rành phải không? Dạ. Khi mà tỉa xong cánh hoa thì mình cắt mỏng mỏng ra vậy hả cô Thảo? Cắt mỏng khoảng chừng 5 ly thôi Ngọc Hương. Chúng ta không cắt quá mỏng. Khi nào mà Ngọc Hương làm những món xào hoặc là những món trộn gỏi thì chúng ta cắt mỏng hơn một chút. Còn đây là món canh, chúng ta cần phải có độ dày của cà rốt một chút thì ăn mới ngon. Cuối cùng là cô sẽ cắt nhuyễn cái phần hành ngò này ra. Sau khi mà chúng ta cho đuôi heo vào cùng với nước và gia vị rồi thì Ngọc Hương nấu khoảng chừng 10 phút thôi để cho phần đuôi heo này thấm gia vị, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho thêm nửa lít nước vào. Chắc hẳn là mình sẽ có dụng ý gì khi mà mình phải mất công cho nước tới 2 lần đúng không cô Thảo? Chắc chắn rồi chứ Ngọc Hương. Quý vị khán giả cho 1 lít nước trước cùng với gia vị như vậy thì phần nước canh sẽ rất là đậm đà và phần đuôi heo sẽ thấm gia vị rất là ngon. Sau đó chúng ta mới tiếp tục cho nửa lít nước vào cho đủ lượng nước. Khi nấu canh đuôi heo củ sen thì chúng ta sẽ cho nước 2 lần, vì như vậy nước canh sẽ trong và đuôi heo sẽ thấm gia vị. Nước sôi trở lại rồi chúng ta sẽ cho hết phần củ sen vào. Dạ. Cà rốt chúng ta cũng cho chung vào. Cà rốt với củ sen thì độ cứng như nhau nên cái khoảng thời gian mình nấu cũng bằng nhau hả cô? Đúng rồi, chúng ta sẽ để lửa riu riu và chúng ta nấu tiếp khoảng chừng 10 đến 15 phút nữa cho củ sen và cà rốt mềm thì mới ngon. Dạ. Giờ Ngọc Hương thấy là cà rốt và củ sen cũng đã rất là mềm và ngon.
chúng ta tiếp tục nêm thêm khoảng chừng một muỗng canh nước mắm và chúng ta tắt bếp cho hành lá và ngò rí vào là xong. Bây giờ thì món ăn đã xong rồi, cô có một cái tô rất là dễ thương, Ngọc Hương thấy không? Chúng ta sẽ múc lần lượt hết tất cả những nguyên liệu nè. Rắc thêm một chút tiêu nữa. Công nhận á là cái tô cô chị Thảo chuẩn bị xinh ơi là xinh luôn á. Cô cũng chuẩn bị thêm một cái chén nữa để cho Ngọc Hương thử nè. Cô chị Thảo, cảm ơn cô. Nóng quá, vừa thổi vừa ăn thì mới hấp dẫn nè. Nước canh rất là đậm đà nè. Đuôi heo á thì mềm, củ sen thì bùi bùi. Món ăn này á vào những ngày nóng bức á cô Thảo ăn là tuyệt vời luôn đó. Đúng rồi đó Ngọc Hương, không chỉ là trong ngày hè nóng bức đâu mà tất cả những thời tiết nào món canh này cũng đều rất là phù hợp, vì đây là một món canh vừa ngon mà lại vừa bổ dưỡng, rất là thích hợp cho gia đình. Chúc các bạn sẽ thành công với món canh đuôi heo củ sen này. Và khi thực hiện xong món canh đuôi heo củ sen, quý vị khán giả hãy đừng quên chia sẻ về món canh này ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188 hoặc viết thư về cho chương trình hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.